Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với Tech Land và mình là Khang. Hôm nay như đã hứa thì mình sẽ quay trở lại đây và để nói tiếp về đường 15B cũng như là phần 3. Và trước khi nói về phần 3 này thì mình sẽ sơ lược lại một tí xíu về đường 15B. Đó là một cái tuyến đường ngắn thôi, chưa đến 6 km, mà đây là một tuyến đường huyết mạch nối liền từ cửa ngõ phía nam thành phố Hồ Chí Minh đi Cần Giờ, mà cụ thể sẽ bắt đầu từ Phú Mỹ Hưng. Và ở phần 1, phần 2 thì mình có chia sẻ về vị trí nè, tuyến đường nè, tiến độ và những cái dự án có trên bờ quận 7. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ tiếp tục đến các bạn những cái dự án phía bên Nhà Bè, và mình tin là các bạn hôm nay sẽ rất hấp dẫn vì ở một đoạn đường đã và dần đang hình thành với những dự án còn hoang sơ như thế này thì rất thích hợp đối với những bạn mà thích tìm hiểu bất động sản cũng như là thích cái kênh đầu tư này. Và bây giờ thì không lăng tăng lan man nữa, chúng ta sẽ bắt đầu ngay luôn. Vị trí mình đứng ở đây đó là ngay chỗ khu dân cư Minh Long. Đây là một cái khu dân cư, một cái dự án đầu tiên khi từ bên phía quận 7 các bạn qua bên Nhà Bè. Ở đây thì khu dân cư Minh Long có một cái ưu thế, đó là sẽ có một cái trục đường 15B đi xuyên qua dự án. Thì dĩ nhiên là cái vị trí ở trên trục đường 15B này giá nó sẽ cao hơn so với lại bên trong nội khu rồi. Tổng thể ở khu dân cư Minh Long thì sẽ có là 14,6 hectare với 345 lô nhà phố liền kề, 106 lô biệt thự và thêm các tháp chung cư hay trung tâm thương mại nữa. Nhưng hiện tại thì chỉ có đất nền, còn những tháp chung cư thì vẫn còn đất trống nha các bạn. Quay trở lại với khu dân cư Minh Long thì đối với những lô nhà phố ở đây sẽ có diện tích là 6x19, một diện tích mà mình nói là sẽ rất là hợp lý để các bạn xây nhà phố. Nhưng với cái diện tích biệt thự tại đây là 8x20 thì sẽ là một điều bất lợi, vì mình nghĩ là bề ngang 8m sẽ rất là khó để bố trí những cái căn biệt thự. Như các bạn thấy thì hiện tại ở khu dân cư Minh Long, hạ tầng đã được hoàn thiện, cây xanh cũng đã phát triển rất là tốt, nhưng hiện tại vẫn chưa có người dân nào vào đây xây dựng. Thì mình nghĩ là tại dự án này đang bị vướng một số pháp lý gì đấy. Và ngay vị trí mình đứng ở đây là đường 15B giao với lại một đường nhánh của khu dân cư Minh Long. Và đường này thì sẽ là đường thông qua với lại một dự án khác phía bên kia đối diện Minh Long. Thì đây là dự án khu dân cư Hồng Lĩnh. Và bây giờ chúng ta sẽ qua Hồng Lĩnh nhé. Và đây như các bạn thấy sẽ là khu dân cư Hồng Lĩnh. Con đường này sẽ là đường 16m để thông ra đường 15B, nối liền với đường 16m của khu dân cư Minh Long. Nhưng đặc biệt là Hồng Lĩnh sẽ không có mặt tiền 15B. Bù lại thì ở khu dân cư Hồng Lĩnh sẽ có được cái vị trí mặt tiền view sông. Và cái view này thì rất là đẹp nha, vì nhìn sang dãy biệt thự cầm bao của La Villa Kiến Á cũng như là Nai Sao, hai khu biệt thự rất là hấp dẫn của Nhà Bè này. Quay trở lại với khu dân cư Hồng Lĩnh thì ở đây có 341 lô nhà phố và 279 lô biệt thự. Diện tích ở đây thì mình thấy sẽ nhỏ gọn hơn bên Minh Long, vì nhà phố đây là 5x20, còn biệt thự sẽ là 10x20. Một cái diện tích mình nghĩ là nó vừa nhỏ gọn để chúng ta có thể sở hữu được. Hiện tại thì hạ tầng như các bạn thấy là ở đây Hồng Lĩnh đang dần hoàn thiện, chưa được đẹp như bên Minh Long. Và điểm chung của hai dự án này đó là hiện tại pháp lý vẫn đang là hợp đồng và cũng chưa có ai xây dựng ở trong đây. Điểm mạnh của bên khu dân cư Minh Long mình nghĩ đó là vị trí mặt tiền đường 15B. Vị trí này sẽ giúp khu dân cư Minh Long phát triển thương mại tốt. Còn đổi lại với lại khu dân cư Hồng Lĩnh, nếu không có được mặt tiền 15B thì sẽ có được cái vị trí view sông. Với cái vị trí này thì sẽ thích hợp cho những cái người thích nghỉ ngơi sau những giờ làm việc. Mặt khác thì ở khu dân cư Hồng Lĩnh sẽ có thêm rất là nhiều công viên. Diện tích cây xanh ở đây nó sẽ lớn hơn bên phía Minh Long rất là nhiều. Và cách cụm khu dân cư Minh Long Hồng Lĩnh khoảng 3 km, đó là khu dân cư Phú Xuân. Ngay vị trí mình đứng đây là trục đường 15B của khu dân cư Phú Xuân. Và đây cũng là dự án có quy mô lớn nhất trên trục đường 15B phía bên bờ Nhà Bè. Tại đây thì có rất là nhiều dự án của nhiều chủ đầu tư khác nhau, nhưng cái điểm chung sẽ là đất nền phân lô. Một số ít thì sẽ là những cái cụm chung cư nhỏ, như phía ngoài sẽ là cụm dân cư của Vạn Phát Hưng, phía trong sẽ là Vạn Hưng Phú, và một phần nhỏ sẽ là cụm dân cư của cảng Sài Gòn, hay còn gọi là công trình cảng. Diện tích của những lô đất tại khu dân cư Phú Xuân này thì khá đa dạng. Nhà phố chủ yếu là ngang 5-7 và dài sẽ là 20, 22, 24 m. Còn biệt thự thì cũng khá đa dạng không kém, với những lô ngang là 10, 12
và dài sẽ là 20-24 tùy loại. Hiện tại ở đây đã cho xây dựng nhưng mật độ dân cư về đây ở còn khá thưa thớt. Và cuối cùng đó là khu dân cư Cô Tách. Đây cũng là dự án cuối đường 15B phía bên bờ nhà bè. Dự án này thì hạ tầng đã được đồng bộ và rất là nhiều nhà đã được xây dựng ở đây. Và thấy ở đây có rất là nhiều căn biệt thự đẹp. Tại khu dân cư Cô Tách thì diện tích chủ yếu sẽ là 5x20 đối với nhà phố và biệt thự sẽ là 10x20 và 15x20. Ưu điểm của khu dân cư này sẽ là nằm ngay trung tâm hành chính của huyện Nhà Bè, gắn liền với chi cục thuế nè, ủy ban nhân dân hay các tổ chức khác. Nhìn chung thì mật độ cư dân về đây sinh sống cũng còn khá ít. Và pháp lý ở đây sẽ là sổ đỏ do chủ đầu tư đứng tên. Sau khi xây xong thì sẽ ra sổ hồng cho các bạn. Xa hơn phía trong sẽ là khu dân cư Cô Tách Phú Gia cũng như là khu căn hộ Ocean Park. Và tổng thể của tất cả những dự án tại Nhà Bè sẽ là hợp đồng với chủ đầu tư. Và những dự án này nếu các bạn muốn sở hữu thì sẽ phải mua chuyển nhượng từ chủ trước. Nhìn thì rất là hoang sơ nhưng mà đây sẽ là một cái thị trường đầu tư rất là hấp dẫn. Và đấy cũng là những gì mà mình muốn chia sẻ đến các bạn hôm nay, những dự án phía bên bờ Nhà Bè. Hy vọng là những cái thông tin thực tế, thực tiễn mà mình cung cấp cho các bạn sẽ giúp các bạn có thêm những cái đánh giá, những cái nhìn nhận về các dự án phía trên đường 15B cũng như là cái trục đường 15B để Phú Mỹ Hưng đi Cần Giờ xem coi như thế nào. Và nếu các bạn thấy hay, thấy hữu ích thì nhớ like, share để ủng hộ mình. Và bây giờ mình chắc xin kết thúc video tại đây. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.